chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Say Game. Như các bạn đã thấy thì video ngày hôm nay nó khác khá là nhiều so với những cái video bọn mình đã từng đăng lên, đúng không nào? Bởi vì bọn mình đang thử nghiệm những cái nội dung mới cũng như là muốn mang đến cho các bạn các video hay ho về game lẫn máy game luôn. Và các bạn đừng lo lắng nha, bởi vì những cái nội dung trước đó bọn mình vẫn sẽ giữ lại và cố gắng lên nhiều video nhất có thể. Ok, như tiêu đề của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chiếc máy Game & Watch phiên bản The Legend of Zelda này đây. Một chiếc máy game được Nintendo ra mắt để tôn vinh cái hệ máy game handheld đầu tiên của họ, cũng như là thông báo về phần 2 của tựa game The Legend of Zelda Breath of the Wild sắp ra mắt vào năm 2022. Không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa đâu, bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Ngày này năm ngoái thì Nintendo họ cũng cho ra mắt cái phiên bản máy Game & Watch Super Mario Bros. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập tựa game này. Thì mình nghĩ là đây sẽ là một cái truyền thống của Nintendo ấy, bởi vì năm nay họ lại cho ra mắt thêm cái phiên bản The Legend of Zelda này, một trong những cái thương hiệu game đẻ trứng vàng của ông hoàng Nintendo. Vẫn giữ cái dáng máy Game & Watch như cũ thôi, như cái phiên bản máy game gốc luôn ấy. Nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ có một cái viền máy cũng như là thân máy màu xanh, chủ yếu là để tiệp với cái màu chủ đạo của tựa game The Legend of Zelda. Nhưng mà mình phải thú thật với các bạn rằng mình thích cái màu xanh này hơn là cái màu đỏ truyền thống, bởi vì nhìn nó dịu mắt hơn. Mà cái màu xanh này nó đi với cái màu vàng đồng của thân máy, nghĩ là nó sẽ không hợp nhưng mà thực sự là nó hợp không tưởng ấy. Nút bấm ở trên máy cũng đơn giản thôi. Chúng ta có một cụm D-pad ở bên trái nè, có nút chọn game, nút xem giờ, nút cài đặt thời gian hoặc là tạm dừng game, một nút chọn và một nút store, cuối cùng là hai nút chức năng AB. Cho nên là mình thấy nó rất là đơn giản để chúng ta thao tác. Vậy nên là những bạn nào lần đầu tiên tiếp xúc với máy game cũng đừng lo lắng về cái vấn đề này nha. Tất nhiên vì là một chiếc máy được làm lại, cải thiện đôi chút nên là chắc chắn trải nghiệm cũng nhỉnh hơn nhiều so với phiên bản gốc của máy Game & Watch rồi. Ở bản The Legend of Zelda này, chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm 3 tựa game chính: The Legend of Zelda và Zelda phần 2, The Adventure of Link. Cả hai đều là phiên bản game NES cùng tựa game The Legend of Zelda Link Awakening, phiên bản của hệ máy Game Boy. Đó chỉ mới là ba cái tên chính thôi nha. Chúng ta cũng được bổ sung thêm một mini game truyền thống của hệ máy Game & Watch là Vermin. Nhưng mà lần này thì nhân vật chính sẽ là Link chứ không giống như bản máy game gốc nữa. Cùng với đó là màn hình hiển thị đồng hồ cũng có thể tương tác chơi được luôn. Công bằng mà nói thì Game & Watch nó không phải là cái máy game tốt nhất để bạn có thể chơi những cái tựa game mình vừa liệt kê ở trên. Bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm ở trên Switch V1, V2, Switch Lite hoặc thậm chí là Switch OLED để có được những cái trải nghiệm tốt hơn, hiện đại hơn. Thế nhưng mà giá trị của Game & Watch nó không nằm ở đó, mà nó lại nằm ở cái việc hoài niệm nhiều hơn. Mà mình nghĩ là ít có chiếc máy game nào cho bạn được cái cảm giác đó, nhất là những game thủ 8X, 9X đời đầu, đúng không nào? Màn hình của Game & Watch nó không to, chỉ vỏn vẹn 2,4 inch mà thôi. Nhưng bù lại, màu sắc hiển thị lại vô cùng nịnh mắt. Mình không nói suông đâu, mình cũng không biết là hình ảnh ở trên video có thể hiện ra đúng như vậy hay là không. Nhưng phải công nhận đây là một chi tiết được nâng cấp rất ổn dành cho Game & Watch. Vì là những tựa game lúc trước nên là đồ họa nó chỉ dừng lại ở mức 2D pixel thôi. Nhưng mà mình biết là họ cũng đã chỉnh sửa đôi chút để nó không có răng cưa, gây khó chịu mắt của người chơi. Mình phải thú nhận với các bạn một điều, đó chính là trước đây mình chưa từng trải nghiệm qua những tựa game Zelda này, cũng như là chưa từng cầm trên tay cái máy Game & Watch phiên bản gốc. Thế nhưng mà khi mình nhận được cái Game & Watch phiên bản được làm lại này thì cái cảm xúc của mình nó khá là bất ngờ, bởi vì mình không nghĩ là Nintendo họ lại có thể chỉnh chu tốt đến vậy ở trên một cái máy game, cả từ phần thiết kế nè, phần màn hình, màu sắc hình ảnh cho ra, cũng như là cái cách sử dụng nó rất là dễ dàng. Mình nghĩ chắc là mình không nói quá sâu, quá chi tiết vào từng trò chơi đâu, mà sẽ để các bạn khám phá dần, bởi vì có rất nhiều thứ để chúng ta bàn về một tựa game. Mình chỉ có thể chia sẻ với các bạn rằng những cái màn chơi được thiết kế trên máy này nó khá là hay. Tất nhiên là nó sẽ không hấp dẫn như những cái game 3D hay là AAA được, nhưng nó có một khái niệm hay khác. Như là việc mình chơi tựa game Summer á, thì nó có thể chuyển đổi 3 màn chơi khác nhau để trải nghiệm được phong phú hơn nè. Rồi mình cũng có thể cài đặt thời gian để chiến đấu trong mỗi màn. Nếu trong khoảng thời gian đó mình đánh thắng mấy con quái thì Link nó sẽ đứng ở chính giữa màn hình, cầm biểu tượng tam giác rồi hút các nút thời gian vào cái biểu tượng đó. Thật ra thì cái việc này nó cũng ẩn chứa ý nghĩa liên quan đến dòng thời gian của The Legend of Zelda mà mình cũng đã đề cập trong một video rồi. Các bạn có thể kéo lại để xem video đó nha.
Suýt nữa mình quên là có một chi tiết khá quan trọng, đó chính là phần loa của cái máy game này. Thật sự khi mà mình chơi game, mình không để ý quá nhiều về cái âm lượng của loa hay là âm thanh của trò chơi đâu. Thế nhưng mà khi để ý rồi thì mình lại càng bất ngờ hơn nữa, bởi vì cái loa này nó khá ổn. Mình không khẳng định là nó có chất âm tốt nhất nha, nhưng mà nó khá ổn để chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh to rõ và không có hiện tượng bị rè gì cả. Một cái khuyết điểm nho nhỏ thôi, đó chính là ở trên phần thân máy nó không có nút điều chỉnh âm lượng, cho nên là nếu muốn tăng giảm âm lượng mình phải đi vào phần cài đặt, và nó hơi tốn thao tác thôi, chứ thật sự thì nó cũng không gây khó khăn gì cho mình quá nhiều, và phần này mình có thể du di trên Nintendo được. Một điểm thú vị nữa ở bản Game & Watch lần này mà mình cực kỳ ấn tượng, đó chính là cái hộp này đây. Khi mà mình xem trailer của Nintendo ấy, thì họ cũng không nói quá nhiều về cái hộp này đâu. Nhưng mà khi mà các bạn sở hữu máy thì các bạn cũng đừng vội vứt nó đi nha. Bởi vì đằng sau đây chúng ta sẽ có những cái khớp nối như thế này, bạn có thể mở ra để các bạn làm một cái đế, và sau đó đặt máy lên rồi trưng bày ở trên bàn hoặc là kệ tủ rất là xịn sò luôn. Thật sự là mình khâm phục cái khả năng sáng tạo của Nintendo rất là nhiều. Vậy thì tóm lại, cái Mega Man Watch phiên bản The Legend of Zelda này nó có đáng để chúng ta sở hữu hay là không? Như nãy giờ mình có liệt kê ra những cái điểm mà mình thích ở trên cái Mega Man này thì chắc chắn câu trả lời của mình là có rồi, nhưng mà mình phải làm rõ lý do vì sao đã. Bởi vì mình biết là nó không mạnh về mặt cấu hình, nó cũng không mạnh về mặt game gũng thế hệ mới, mà cái giá trị chính nó mang lại cho chúng ta là sự hoài niệm. Vậy nên chắc chắn nó sẽ rất xứng đáng để sở hữu nếu bạn có ý định sưu tầm máy game nè. Bởi vì phải công nhận một điều là nó rất là đẹp, đúng không nào? Hoặc là máy sẽ thích hợp đối với những bạn nào tìm kiếm một món quà nho nhỏ tặng cho người thân, bạn bè để giải trí trong thời gian rảnh rỗi, hay là cho mấy đứa nhóc ở trong nhà cũng được. Còn riêng cá nhân mình thì chắc chắn đây sẽ là lựa chọn máy game cho bản thân vào cuối năm nay. Bởi vì như đã nói ở đầu video, mình cực kỳ thích cái vẻ ngoài của máy game này, nhỏ nhắn, đáng yêu. Và những cái tựa game ở trong đây chơi cũng rất là vui, có giá trị chơi lại cao, và mình có thể giải trí ở trong thời gian rảnh của mình chẳng hạn. Mình không biết là giờ này năm sau thì Nintendo họ sẽ ra mắt phiên bản máy Game & Watch của tựa game nào. Riêng cá nhân mình thì mình hy vọng là chúng ta sẽ có một cái bản máy của game Pokemon chẳng hạn. Còn các bạn có suy nghĩ gì về chiếc máy game này thì cho mình biết ở bên dưới phần bình luận nha. Ok, sắp tới đây thôi thì Sea Games nó sẽ có một vài cái thay đổi nho nhỏ. Thế nhưng mà mình chắc chắn với các bạn rằng tinh thần Sea Games vẫn được giữ nguyên. Cho nên là nếu các bạn yêu thích bọn mình thì hãy like, share video cũng như là đăng ký kênh để bọn mình có thêm nhiều động lực hơn, cho ra nhiều video hơn nhé. Bây giờ thì mình phải chào tạm biệt các bạn tại đây rồi. Và nếu các bạn quan tâm sản phẩm này thì mình sẽ để link của chiếc máy Game & Watch phiên bản The Legend of Zelda ở bên dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye. Bye mọi người.